Thưa quý vị và các bạn, tệ nạn buôn bán người vẫn luôn là một vấn đề nhức nhối tại Việt Nam. Nhiều sự vụ về tệ nạn này từng gây rúng động dư luận, như trường hợp 39 nạn nhân người Việt tử vong trên container nhập khẩu trái phép vào Anh hồi năm 2019, hay trường hợp hơn 100 người Việt Nam bị lừa sang làm việc ở các casino tại Campuchia, phải tháo chạy hồi tháng 8 và tháng 9 năm 2022. Thực tế, tệ nạn này diễn ra hàng ngày, hàng giờ, chứ không phải chỉ nổi lên trên mạng xã hội mỗi khi xảy ra những hậu quả nghiêm trọng. Các cơ quan chức năng liên ngành và các tổ chức xã hội vẫn không ngừng đẩy mạnh các hoạt động phòng chống buôn bán người suốt thời gian qua. Từ công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, đến việc tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn các đường dây buôn bán người. Điều đó cũng đem lại những kết quả khả quan khi mà nửa đầu năm 2023, đánh giá chung thì tệ nạn này có chiều hướng thuyên giảm so với cùng kỳ các năm trước. Một trong những công tác rất quan trọng trong cuộc chiến này đó là việc giúp đỡ, hỗ trợ các nạn nhân, người nghi là nạn nhân trở về với cuộc sống bình thường. Và đó cũng là lý do Góc nhìn ngày hôm nay rất hân hạnh có sự tham gia của chị Chu Thanh Hòa, quản lý chương trình tổ chức Haga quốc tế tại Việt Nam, là một tổ chức xã hội được thành lập từ năm 2009 và đã có nhiều hoạt động hỗ trợ nạn nhân của nạn buôn bán người trong thời gian vừa qua. Và lời đầu tiên xin được cảm ơn chị đã dành thời gian tham gia chia sẻ với kênh VTC1 ngày hôm nay. Rất cảm ơn bạn Phương đã mời đại diện của tổ chức Haga đến đây để có thể chia sẻ về công việc của chúng tôi, công việc hỗ trợ những nạn nhân mua bán người và những người mà quay trở về Việt Nam có rất là nhiều những cái khó khăn và cần được hỗ trợ. Vâng, thưa chị Hòa, có thể thấy rằng là Haga thì đã thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân của nạn buôn bán người từ năm 2009 và tính đến nay thì đã được 14 năm. Vậy thì trước tiên chị có thể chia sẻ về hành trình này ạ. Tổ chức Haga quốc tế là được thành lập ở Campuchia và để hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em dễ bị tổn thương và những cái người mà là nạn nhân của nạn nô lệ thời hiện đại, mua bán người và bị xâm hại ở bên đó. Từ những năm 1990 cơ, năm 2009 thì bắt đầu hoạt động tại Việt Nam thì chúng tôi luôn luôn là đặt những cái hỗ trợ cho nạn nhân mua bán người, xâm hại và bạo lực lên trên hết. Và tôn chỉ của tổ chức Haga đó là cố gắng để hỗ trợ cho những nạn nhân mua bán người bị bạo lực và xâm hại để họ có thể được hàn gắn và quay trở lại với xã hội để có thể duy trì và tiếp tục cuộc sống. Vâng, thưa chị Hòa, trước đây khi mà chúng ta nhắc tới tệ nạn buôn bán người thì thường sẽ gắn liền với những hình ảnh như là phụ nữ hoặc là trẻ em bị bắt cóc, cưỡng ép lao động hoặc thậm chí là trở thành nô lệ tình dục, bị lừa bán sang biên giới. Nhưng mà thực tế hiện nay thì chúng ta thấy rằng nạn nhân của buôn bán người cũng ngày càng trở nên đa dạng hơn. Vì sao mà lại có hiện tượng này thưa chị? Phải nói là cách đây khoảng 10 năm thì Phương đã nói đấy, thì chủ yếu 90% nạn nhân của mua bán người là phụ nữ và trẻ em và thông thường là sẽ bị mua bán sang bên Trung Quốc để làm vợ hoặc là làm nô lệ tình dục. Nhưng mà thời gian hiện nay thì cái đối tượng là nạn nhân là nam giới đang tăng lên và ví dụ như là ở tổ chức Haga của chúng tôi thì hiện tại bây giờ là khoảng 50% số nạn nhân nam đang được hỗ trợ. Trên tổng số tất cả những cái ca mà hiện tại chúng tôi đang có những cái chương trình để hỗ trợ họ, thì phải nói rằng là những cái thủ đoạn của tội phạm mua bán người bây giờ rất là phức tạp. Chúng len lỏi ở trên những trang mạng xã hội Facebook, Zalo, không chỉ là những người ở vùng sâu vùng xa, ví dụ như là những người người ta khó có điều kiện để tiếp xúc với thông tin và đến những cái dịch vụ thông tin đại chúng để biết được phòng tránh mua bán người là gì, rồi dấu hiệu vân vân ra làm sao. Thì ngoài ra thì ngay tại Hà Nội cũng có rất là nhiều những cái bạn trẻ cũng nhận được những cái tin nhắn đó và cũng có những người là cũng đã theo và nghe lời theo những cái người mà người ta xúi giục các bạn ý đi theo họ và trở thành nạn nhân mua bán người. Phải nói là mạng xã hội hiện tại là một trong những cái nơi thông tin, những cái nguồn thông tin mà được những tội phạm mua bán người sử dụng nhiều nhất. Cái thứ hai đấy là với một số những cái ca mà Haga hiện tại đang hỗ trợ, có những ca mà ban đầu khi đi thì là đi theo cái đường là lao động, xong sau đó thì họ sang bên nước ngoài và ở nước ngoài họ bị bán sang cho một chủ khác.
Và họ cứ bị bán qua tay vài lần như thế. Có một số những nạn nhân mà bị bán không những qua tay mà còn qua từ nước này sang nước khác. Và xong sau đó thì họ trở thành nô lệ, ví dụ như là bên Anh chẳng hạn. Và xong sau đó là lao động khổ sai bên đó một thời gian thì may mắn được giải cứu và quay trở về Việt Nam. Đấy là hai trong những cái cách hiện tại đang phổ biến về nạn mua bán người. Cái nữa đấy là làm quen. Có rất là nhiều những cái bạn trẻ mà khi chúng tôi làm việc cùng cũng rất là, thực ra là cũng rất là ngạc nhiên khi thấy các bạn ý là những người có học, các bạn ý cũng đang học đại học hoặc kể cả là tốt nghiệp đại học rồi, và làm quen những bạn gái, bạn trai ở trên mạng và đi chơi, và xong sau đó là bị chuốc thuốc mê và bị khi mình tỉnh dậy thì đang ở bên Campuchia rồi. Những cái trường hợp đấy thì tổ chức Haga nhận thấy rằng là phải có cái việc nâng cao nhận thức cho người dân, không chỉ là những người ở vùng sâu vùng xa mà kể cả là cho thanh thiếu niên, những người trẻ ở thành phố lớn, để họ có thể nắm được, họ biết và họ có những cái cách để đề cao cảnh giác cho bản thân. Ngoài ra thì chị có thể chia sẻ là những cái thủ đoạn hiện nay bên cạnh việc là sử dụng mạng xã hội hay là những cái chiêu trò là việc nhẹ lương cao thì cũng có những cái thủ đoạn gì mới mẻ mà chúng ta cũng cần phải lưu ý và cảnh giác hơn ạ? Hiện tại với những ta của tổ chức Haga đang hỗ trợ hiện tại bây giờ thì cái việc mà ngoài cái việc sử dụng mạng xã hội ra thì còn có những cái hình thức là làm quen bên ngoài nữa, làm quen trực tiếp và thậm chí là có những người bị chính người quen của mình lừa. Chứ đâu có phải là làm quen trên mạng xã hội đâu. Bị lừa không những là ở trên vùng sâu vùng xa, ngay tại Hà Nội này. Có những người, có anh, có em, anh chị em họ, hoặc là bảo là có người quen giới thiệu và để đi đi chơi, đi sang nước ngoài chơi, và xong sau đó là bị bán luôn. Khi mà phát hiện ra những cái trường hợp như thế này thì luôn luôn tổ chức Haga luôn luôn là làm việc với cả nạn nhân và xong sau đó là cùng nạn nhân để có thể là trình báo cơ quan công an, để cùng phối hợp với cơ quan công an để hỗ trợ điều tra và biết đâu có thể cứu được thêm được nhiều những nạn nhân khác. Chúng tôi có một văn phòng ở bên Campuchia và hỗ trợ cho rất là nhiều những nạn nhân mua bán người. Chính vì thế từ hồi tháng 8 năm 2022 đến nay thì bên nhà Bình Yên có và bên đường dây nóng 111 hay liên hệ với tổ chức Haga để chuyển tuyến những cái ca mà bị mua bán ở bên Campuchia cho Haga Việt Nam, xong sau đó Haga Việt Nam sẽ gửi những thông tin đó cho Haga Campuchia và để phối hợp với công an bên Campuchia để phối hợp mà tìm kiếm điều tra và giải cứu. Thì từ đó đến nay thì cũng đã có một số những cái kết quả nhất định. Ví dụ như là hồi tháng 10 năm 2022 thì có một vụ là 70 người ở casino ở khu vực biên giới của Campuchia và Thái Lan đã được giải cứu, và trong đó có 50 người là người Việt Nam, ngoài ra có người Thái Lan, người Đài Loan, Malaysia vân vân. Đấy, và cái công tác phối hợp để có thể là xác định họ là nạn nhân mua bán người hay không thì cũng còn đang gặp rất là nhiều khó khăn do có yếu tố nước ngoài, mà bây giờ chúng ta phải làm việc dựa trên bằng chứng, phải có bằng chứng để chứng minh là họ bị lừa đi thì mới được gọi là nạn nhân mua bán người. Chính vì thế cho nên là có 50 người là người Việt Nam nhưng trong đó chỉ có 2 người là được xác định là nạn nhân mua bán người, còn những người còn lại là bị nghi là nạn nhân mua bán người và được coi là nhập cư trái phép bên Campuchia và đã được trao trả về Việt Nam. Thì qua đó thì Haga Campuchia cùng với Haga Việt Nam đã cùng phối hợp để hỗ trợ một số những nạn nhân mà có nhu cầu và có cái tình trạng sang chấn hoặc chấn thương tâm lý cần được hỗ trợ. Khi mà nhắc tới tình hình tệ nạn buôn bán người thì hiện nay vẫn là một vấn đề nhức nhối tại Việt Nam, và một trong những cái sự kiện được rất nhiều người dân Việt Nam chúng ta quan tâm đó chính là việc hơn 100 người Việt Nam bị lừa sang làm việc tại casino ở Campuchia. Vậy thì với tổ chức Haga chúng ta cũng đã có những sự trợ giúp như thế nào với những người Việt của chúng ta khi gặp nạn ở bên đó, và đặc biệt là với những cái đối tượng, những cái người mà không may bị lừa sang bên Campuchia, chị đã có cơ hội gặp gỡ và nói chuyện với họ thì cũng đã có những điều gì khiến cho chị phải trăn trở rất nhiều ạ? Cảm ơn bạn MC. Tôi cũng rất là phải nói là cái lúc mà tôi nhận được thông tin từ bên phía Haga Campuchia thì tôi cũng rất là bàng hoàng khi nhận được những cái thông tin, những cái hình ảnh từ bên nước bạn gửi sang, và thậm chí là có những nạn nhân mua bán người họ gửi lại cho chúng tôi những cái đoạn video bị tra tấn đánh đập. Và những cái hình ảnh đấy thì thực sự là rất là khó quên đối với bản thân tôi cũng như là các cán bộ quản lý ca hoặc là cán bộ tâm lý của Haga. Cái hành trình cho những nạn nhân này từ Việt Nam sang bên kia thì cũng rất là đơn giản. Những cái công việc như là đánh máy lương 20 triệu
và sẽ bao toàn bộ cái hành trình đi từ Việt Nam sang bên kia. Thì nó giống như là một cái miếng mồi trong cái bối cảnh mà bây giờ chúng ta đang có rất là nhiều những bạn trẻ và chưa tìm được việc làm và bây giờ đang rất là muốn có được việc làm, có được thu nhập để có thể trang trải trong cuộc sống. Rất dễ dàng có những bạn trẻ đi theo những cái tiếng gọi như thế và sang bên kia và bắt đầu làm cái công việc lừa đảo người khác. Khi mà không lừa đảo được thì sẽ bị đánh. Và có rất là nhiều những cái người bị đánh. Và trong đó thì khi mà chia sẻ những cái thông tin này với nhau thì thậm chí là các cán bộ bên tôi, chúng tôi có một cái đội ngũ cán bộ chuyên làm việc để hỗ trợ những nạn nhân này để hàn gắn và hồi phục để có thể tái hòa nhập xã hội. Thì cán bộ bên tôi cũng khá là sang chấn. Phải nói là cán bộ bên tôi sau khi làm việc cùng biết được những cái nỗi đau của những nạn nhân mua bán người, bởi vì những cái nỗi đau này, những cái sang chấn này nó rất là khó để có thể hàn gắn. Những cái ảnh hưởng của nó ví dụ như là sau này nó sẽ ảnh hưởng đến công việc, đến cuộc sống, rất mất tập trung hay gợi nhớ lại những cái kỷ niệm đau thương và khó có thể thoát ra khỏi những cái bi kịch đó trong cuộc đời. Đấy, chính vì thế cho nên là cán bộ của tổ chức Haga đã phải cố gắng rất nhiều để có thể là hỗ trợ được những nạn nhân bị mua bán đó. Và với cái vụ mà 70 nạn nhân được giải cứu bên Campuchia hồi tháng 10 đó, thì trong danh sách 50 nạn nhân là người Việt Nam thì phải nói là có rất là nhiều những bạn sinh năm 2000 hoặc là sau năm 2000. Họ là những người rất là thiếu kiến thức, mong muốn được thay đổi cuộc sống, có được một cuộc sống tốt hơn. Và xong sau đó là họ trở về đây. Và cũng rất là may mắn khi chúng tôi đã tiếp xúc với được một số những nạn nhân như thế để có thể là tiếp tục cung cấp những cái hỗ trợ nhất định cho họ. Và thậm chí là có những nạn nhân mà họ sau khi được chúng tôi hỗ trợ, họ còn trao đổi là: chị ơi, thực ra lúc em đi là em còn có hai bạn nữa, hai bạn đấy bây giờ cũng được giải cứu rồi, Haga có thể hỗ trợ được không? Em sẽ giới thiệu cho các chị để các chị có thể hỗ trợ bạn đó. Đấy, thì trong cái công việc của chúng tôi thì chúng tôi luôn đặt cái cảm giác an toàn. Đầu tiên chúng tôi luôn luôn phải làm việc với các nạn nhân để xây dựng cái mối quan hệ với nhau và tạo cái cảm giác an toàn để các nạn nhân có thể chia sẻ và song sau đó là có thể làm việc sâu hơn với họ. Đó, và Haga là một tổ chức chuyên hỗ trợ những nạn nhân mua bán, bạo lực và xâm hại. Thì chúng tôi có cách làm việc dựa trên hiểu biết về sang chấn với những cán bộ, những chuyên gia về hỗ trợ sang chấn hàng đầu. Từ năm 2009 tới nay thì chúng tôi đã hỗ trợ được hơn 900 nạn nhân và trong đó khoảng hơn 40% là nạn nhân mua bán người. Dạ vâng ạ. Xin được cảm ơn những chia sẻ của chị Chu Thanh Hòa. Vâng, thưa quý vị, khi mà các chiêu trò thủ đoạn của những kẻ buôn người ngày càng trở nên tinh vi thì bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của chúng. Và không thiếu những trường hợp người trẻ đầy đủ nhận thức xã hội vẫn mắc các bẫy lừa đảo việc làm của kẻ buôn người. Mong rằng người dân hãy nâng cao cảnh giác và trang bị thêm những kiến thức để có thể chung tay đẩy lùi tệ nạn này. Và trở lại với câu chuyện ngày hôm nay của Góc Nhìn, khi mà các tin tức về tệ nạn buôn người nóng trên các bản tin, quý vị khán giả có lẽ đều có thể phần nào cảm nhận và chia sẻ với nỗi đau của các nạn nhân. Thế khi những bản tin đó nhường chỗ cho vô vàn những tin tức thời sự khác, số phận của các nạn nhân liệu có lùi dần vào lặng im khi không còn chiếm sóng trên truyền thông nữa? Và Huyền Phương cũng tin rằng cũng có không ít khán giả muốn biết rằng họ có thể trở lại với cuộc sống bình thường hay không? Và phải làm thế nào để hỗ trợ hơn nữa những trường hợp này? Và trước khi đến với phần trò chuyện tiếp theo với chị Chu Thanh Hòa, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau đây. Cứ đến dịp hẹn, chị Hà lại đến thăm những trường hợp nạn nhân hoặc người nghi là nạn nhân của nạn buôn bán người được trở về Việt Nam. Chị Hà là một trong hàng chục chuyên gia công tác xã hội của tổ chức Haga quốc tế tại Việt Nam và hiện đang phụ trách 12 trường hợp. Hôm nay, chị đến thăm hai mẹ con người Việt trở về Việt Nam sau ngót nghét 3-40 năm lưu lạc nơi xứ người. Xin chào hai mẹ con. Bà bị lừa bán sang Trung Quốc cùng với con trai, khi đó là khoảng tầm 4 tuổi. Thì bà bị ép lấy chồng và do bất đồng ngôn ngữ rồi văn hóa sinh hoạt, bà cũng bị chồng và gia đình nhà chồng bạo lực rất nhiều, rồi đuổi bà đi. Hai mẹ con bà cũng đi lang thang mưu sinh kiếm sống, làm đủ nghề. Công việc chính của họ thì khi thì là làm phụ hồ, khi thì nhặt ve chai để sinh sống.
Thế và trong cái quá trình đó thì cuối năm 2022 thì bên công an Trung Quốc họ đã bắt giữ vì bà hai mẹ con không có giấy tờ tùy thân và trao trả qua bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng. Người phụ nữ này bị đưa qua biên giới Việt Nam sang Trung Quốc khi tóc hãy còn xanh. Con trai của bà lúc đó cũng đi theo mẹ, lúc ấy chỉ mới vài tuổi. Sau khoảng 3-40 năm, bà trở về với mái tóc đã bạc, thân hình gầy gò, ốm yếu, không tài sản, không giấy tờ, không còn nhớ rõ quê hương ở đâu. Người con trai năm nào nay cũng vào tuổi trung niên, không thể hiểu tiếng Việt và cũng không hoàn toàn khỏe mạnh. Quãng thời gian lưu lạc nơi đất khách có lẽ khác xa với những gì bà hình dung khi đi theo lời hứa hẹn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn khi ở Việt Nam. Khi được hỏi về người chồng, hay chính xác hơn là người bỏ tiền ra mua bà về làm vợ, người phụ nữ này không khỏi xúc động. Anh ấy cũng, nói đến anh ấy thì tao ngộ chán lắm thôi chị ơi, ngộ không muốn kể chuyện cho các chị, các anh ấy nghe đâu. Thế này nhá, cọ vô này, về nhắm cháo, thế là bắt đầu cầm que, vứt, vứt, tả ngộ. Thế tối đến ấy, chị lại, chị tính nhá, chị phàn rồi, sống lẻn cho cháu rồi. Một tay bồng con đằng sau lưng, một tay thì cầm cái tòi, tay bên này thì cầm cơm, tay con lên núi, chị keo, không dám ngủ ở nhà. Ngủ nhà sợ ông chồng tá, nhắm cháo vào là tá. Đó, khoảng thế đó. Đừng nửa đêm bé con lên núi, chị keo. Sau một thời gian đi về như vậy thì họ rất rụt rè, luôn luôn lo sợ, căng thẳng. Có khi cả ngày họ chỉ ở trong cái căn phòng đấy thôi và cửa luôn luôn là đóng. Nhưng khi mà khuyến khích họ đi ra ngoài thì họ luôn sợ hãi cái việc rằng họ không giao tiếp được với mọi người, rồi họ không có giấy tờ tùy thân nên là họ luôn sợ công an tìm đến bắt họ. Gần 40 năm ở bên Trung Quốc và có quá nhiều các cái sự kiện gây sang chấn, thì tôi nhìn nhận thấy rằng cả hai mẹ con đều có những cái dấu hiệu là cái hậu quả của sang chấn, và để họ có thể hòa nhập với được với cuộc sống, tự lập trong cái cuộc sống này thì thực sự sẽ cần phải một cái thời gian rất là dài, thậm chí là có thể nhiều năm, và cũng cần rất nhiều cái sự hỗ trợ của các cái cơ quan liên quan, các cái cá nhân, tổ chức. Cái đầu tiên mà tôi nghĩ rằng đấy là chính phủ Việt Nam sẽ cung cấp cho họ cái căn cước công dân. Đấy là những cái giấy tờ tùy thân cơ bản nhất để họ tự tin hơn bước ra cái cuộc sống. Họ có thể đi làm với cái năng lực của họ để họ có một cái cuộc sống mưu sinh ổn định. Câu chuyện như của hai mẹ con người phụ nữ này không lạ trong số các nạn nhân của mua bán người từ trước đến nay. Vì cuộc sống khó khăn, vì mối quan hệ với người thân không tốt đẹp, vì thiếu kiến thức xã hội, họ dễ đi theo những lời mời gọi tưởng là mật ngọt, nhưng kết cục lại là trái đắng. Và thực tế, không phải ai cũng may mắn trở về được như hai mẹ con người phụ nữ này. Vâng, thưa quý vị khán giả, thưa chị Chu Thanh Hòa, chúng ta cũng vừa theo dõi một phóng sự kể về câu chuyện của hai mẹ con trở về Việt Nam sau khoảng 30 năm bị lừa bán sang Trung Quốc. Và có lẽ là có rất nhiều điều mà chúng ta có thể học được từ câu chuyện này. Trước tiên thì chị có thể chia sẻ những cái cảm nhận của mình về câu chuyện này ạ. Thì khi mà hai mẹ con này về Việt Nam thì không nhớ được quê quán gốc gác của mình ở đâu. Và Haga kết hợp cùng với nhà Bình Yên hỗ trợ cho hai mẹ con. Thì người con thì là 100% nói tiếng Trung Quốc và không hiểu tiếng Việt. Người mẹ thì cũng bập bõm tiếng Việt. Chính vì thế cho nên là cái việc mà xác định quê quán để biết được thông tin gia đình hoặc là để làm giấy tờ tùy thân, tại vì giấy tờ tùy thân rất là quan trọng đấy, để có thể giúp họ nhận được những cái hỗ trợ sau này của chính quyền địa phương. Haga và nhà Bình Yên thì cũng đã có một số những cái hỗ trợ liên quan đến tiền sinh hoạt hàng ngày, rồi cũng có cái nơi ăn chốn ở cho hai mẹ con, và cũng suy nghĩ rất là nhiều về việc là làm sao để hai mẹ con có thể dần dần ổn định cuộc sống ở đây. Nhưng phải nói rằng là cái sang chấn của hai mẹ con cũng khá là nặng. Ví dụ như là khi đang đi đường mà nhìn thấy công an thì sẽ bỏ chạy.
Đấy, đấy là một cái phản xạ đã có điều kiện. Họ đã bị như thế từ khi ở bên Trung Quốc và bây giờ trở về Việt Nam thì phải nói rằng là đường phố thì cũng không rành, không biết quê quán gốc gác ở đâu và thậm chí là mang trong mình lúc nào cũng có một cái nỗi sợ, lúc nào cũng có cái nỗi sợ thường trực. Chính vì thế cho nên là cán bộ quản lý ca và cán bộ tâm lý của Haga đã phải hỗ trợ cho ca này rất là nhiều. Vậy thêm nữa lại còn có cái rào cản về ngôn ngữ. Để chính vì thế cho nên là Haga cũng có phiên dịch để có thể hỗ trợ trong suốt quá trình hỗ trợ họ để hàn gắn. Và rất là may từ cuối năm 2022 đến nay thì đã có cái tín hiệu rất là tốt là bên Trung tâm Công tác Xã hội Hà Nội đã mở lòng và quyết định là sẽ hỗ trợ cho hai mẹ con trong cái thời gian tới đây. Và với cái sự hỗ trợ cho hai mẹ con này thì tôi tin rằng là hai mẹ con sẽ sớm có được cuộc sống bình an ở Việt Nam. Còn rất là nhiều những cái ví dụ khác. Nhưng mà phải nói rằng là khi mà những nạn nhân quay trở về Việt Nam thì cũng rất là ít người muốn nói lên được cái sự thật của chính mình, những gì mình đã trải qua. Tại vì họ sợ những có những cái tiếng đồn, họ sợ bị kỳ thị tại chính địa phương mình. Một cái ví dụ khác nữa, khi mà chúng tôi hỗ trợ một chị đầu tiên chị đi xuất khẩu sang bên Anh này, xong sau đó chị ý được qua tay cho một chủ khác và xong sau đó là chị ý bị nhốt ở trong một trung tâm ở bên Anh và xong sau đó là làm việc ở bên đó và một tháng thì được tiếp tế đồ ăn thức uống một lần. Chị ý cũng chia sẻ rằng là thậm chí có những lúc mà chị ý sợ là cũng bị hiếp dâm ấy. Thì chị ý cũng có cái phản ứng cũng rất là dữ dội. Chị ý đe dọa lại là nếu mà chị ý bị làm sao thì chị ý sẽ tự tử. Chính vì thế cho nên là những cái đối tượng buôn người mà đang khai thác sức lao động của chị ý đã không làm gì chị ý và chỉ bắt là làm lao động và cứ một tháng đưa cơm một lần. Và cũng rất là may thì sau đó 2 năm thì chị ý nhờ một cái phút mà lơ là của tội phạm thì chị ý đã liên hệ được với công an và được giải cứu và xong sau đó là quay trở về Việt Nam. Khi mà trở về Việt Nam thì chị ý muốn giấu những cái thông tin về việc là ở bên kia chị đã bị đối xử như thế nào, chị đã bị mua bán ra làm sao. Và khi chị quay trở về Việt Nam thì tổ chức Haga chúng tôi đảm bảo bí mật danh tính và có những cái hỗ trợ nhất định cho chị ấy. Và hiện tại bây giờ chị đang làm chủ một cái cơ sở kinh doanh cũng rất là tốt tại địa phương. Và chúng tôi vẫn thường xuyên thăm hỏi để chắc chắn rằng là chị ý hiện tại là đã hòa nhập được với cuộc sống. Nhưng phải nói rằng là tất cả những cái thông tin đó là chị ý hoàn toàn chị không muốn lên tiếng bởi vì cái sự kỳ thị của xã hội. Chính vì thế cho nên là đối với mỗi chúng ta hãy coi họ là những cái người mà đã phải chịu trải qua sang chấn. Những cái sự kiện như thế chúng ta nên thông cảm với họ hơn là việc là phán xét họ hoặc là suy nghĩ hoặc là trao đổi rất là nhiều những cái điều mà thông tin không mấy tích cực trong cộng đồng. Vâng ạ, thông qua những chia sẻ của chị Chu Thanh Hòa thì chúng ta cũng thấy rằng là đối với những nạn nhân mà không may bị vướng vào tệ nạn buôn bán người, mỗi người sẽ gặp phải những cái sang chấn riêng và với tổ chức Haga cũng như là nhờ với những thành viên mà giúp đỡ thì chúng ta cũng sẽ có những cách làm khác nhau. Tuy nhiên thì theo chị đó chính là điều gì quan trọng nhất khi mà chúng ta xử lý những trường hợp này với những nạn nhân mà không may bị vướng vào tệ nạn buôn người ạ? Những nạn nhân mà không may rơi vào tệ nạn mà buôn người thì chúng ta thứ nhất là chúng ta sẽ phải làm việc với các bạn ý một cách rõ ràng về những cái mục đích của chúng ta. Tại vì có rất là nhiều những cái ca mà sau khi họ quay trở về và cán bộ của Haga liên hệ và tôi cũng tin rằng là rất là nhiều những cán bộ của những tổ chức khác cũng làm việc liên quan đến nạn buôn người này liên hệ thì luôn luôn là có một cái sự đề cao cảnh giác của nạn nhân. Họ luôn luôn hỏi là ơ thế chị là ai đấy? Chị từ đâu? Ô tổ chức này à? Ồ, để xem có chắc chắn là chị đang muốn hỗ trợ chúng tôi không? Hay là chị là lại cũng đang muốn là dụ dỗ chúng tôi để bán chúng tôi? Đấy, chính vì thế cho nên là xây dựng cái lòng tin đối với những nạn nhân này là rất quan trọng để trong cái quá trình hỗ trợ họ trong tương lai họ có thể được hàn gắn tốt hơn. Một số những cái hỗ trợ chủ yếu của tổ chức Haga đó là hỗ trợ về tâm lý để cho họ có thể biết được những cái cách mà làm giảm căng thẳng và để cho họ có thể giải tỏa được những cái bức xúc trong lòng của họ và để hướng tới một mục tiêu xa hơn. Cái thứ hai là chúng tôi cũng hỗ trợ liên quan đến sinh kế, học nghề
và hỗ trợ những con giống vật nuôi, cây trồng. Và ngoài ra đối với những thân chủ mà có con nhỏ và ở trong những hoàn cảnh khó khăn thì chúng tôi cũng hỗ trợ cả những đứa trẻ để chúng được học hành, có đầy đủ dinh dưỡng để đảm bảo cuộc sống. Vâng ạ, tạo dựng lòng tin, lắng nghe những tâm tư tình cảm của những nạn nhân cũng như là hỗ trợ sinh kế, có lẽ đó là một trong những cái kim chỉ nam để giúp chúng ta dần dần từng bước giúp những nạn nhân có thể quay về cuộc sống bình thường. Và trong công tác phòng chống tệ nạn buôn người, đặc biệt là tại Việt Nam, việc mà chúng ta phối hợp giữa các mạng lưới tổ chức xã hội, các cơ quan chức năng, liên ngành, biên phòng, an ninh, ngoại giao cũng như là công tác xã hội cũng là một yếu tố then chốt. Vậy thì theo chị, chúng ta cũng cần phải làm gì để tăng cường hơn nữa và có thêm được những giải pháp để hỗ trợ những nạn nhân buôn người về với cuộc sống thường ngày ạ? Hiện nay thì phải nói rằng là trong cái thời gian vừa qua thì cái mạng lưới phòng chống mua bán người tại Việt Nam bao gồm các cơ quan công an, bộ đội biên phòng, bộ lao động cùng với các tổ chức phi chính phủ, ví dụ như Haga, Blue Dragon hoặc là tổ chức di cư quốc tế hoặc là các đại sứ quán khác, hiện tại là đang được thực hiện rất là chặt chẽ. Và chúng tôi cũng đã nói lên những cái tiếng nói của mình để có thể thứ nhất là sửa đổi luật về phòng chống mua bán người, cái thứ hai để nâng cao, để có những cái bài học kinh nghiệm để có thể nâng cao khả năng ứng phó cho những cán bộ địa phương, phát huy hiệu quả cái công tác xác định và hỗ trợ nạn nhân mua bán người một cách có hiệu quả. Và ngoài ra là kể cả cái việc về truyền thông và thông tin cũng rất là quan trọng. Chính vì thế chúng tôi cũng kết hợp với cả chính quyền địa phương, hội phụ nữ tỉnh Yên Bái và Nghệ An để có thể thực hiện những công tác truyền thông để mạnh nâng cao nhận thức, ý thức cho những người dân sống trong cộng đồng. Ở ví dụ như là ở cấp tỉnh thì chúng tôi có những cái hoạt động, những cái phong trào ở cấp huyện, cấp xã, thậm chí là thôn bản, những cái nơi vùng sâu vùng xa nhất, chúng tôi cũng cung cấp mà loa đài truyền thanh và tập huấn cho trưởng thôn, cho cán bộ hội phụ nữ, cán bộ địa phương để họ có thể là sử dụng những cái phương tiện đó để đi đến những cái nơi xa nhất để có thể truyền thông. Tại vì tại những cái bản, những cái thôn bản đó thì họ thường là người dân tộc thiểu số, chính vì thế cho nên là họ sẽ có cái tiếng nói khác, tiếng dân tộc. Chính vì thế cho nên là để cho cán bộ địa phương chính là cái người mà tuyên truyền về phòng chống mua bán người đối với họ thì là tốt nhất. Cái thứ hai đấy là chúng tôi có tổ chức những cái buổi trò chơi ở dưới địa phương để thu hút tất cả các tầng lớp có thể tham gia, và có những cái buổi mà đóng kịch liên quan đến những dấu hiệu nhận biết thủ phạm mua bán người như thế nào, cũng ở dưới địa phương thì cũng rất là được bà con hoan nghênh. Ở văn phòng tại Hà Nội thì chúng tôi có một trang thông tin của tổ chức Haga, và chúng tôi cũng thường xuyên đăng tải những thông tin và thông điệp. Và ngoài ra chúng tôi cũng cho chạy những cái chiến dịch truyền thông trên mạng xã hội để có thể thu hút được độc giả, và càng nhiều người tiếp cận được những cái thông tin đấy thì càng tốt. Và có những có những cái cuộc thi để mọi người có thể tham gia để suy nghĩ xem là mình có những cái sáng kiến gì trong lĩnh vực phòng chống mua bán người và có thể làm việc được với Haga xa hơn để phát huy những cái sáng kiến đó. Vâng ạ. Và một lần nữa xin được cảm ơn chị Chu Thanh Hòa từ tổ chức Haga quốc tế tại Việt Nam đã có những chia sẻ vô cùng hữu ích ngày hôm nay với khán giả của Góc Nhìn. Xin cảm ơn các bạn. Thưa quý vị, thời gian qua công tác phòng chống tệ nạn mua bán người tại Việt Nam đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Ngày 15 tháng 6 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo thường niên về tình hình buôn bán người trên thế giới, trong đó có nêu tình hình tại Việt Nam. Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 22 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam ghi nhận đánh giá tích cực từ phía Mỹ và khẳng định chính phủ Việt Nam chủ trương thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn và trật tự, đồng thời kiên quyết đấu tranh chống di cư trái phép, đưa người di cư trái phép và buôn bán người. Thời gian qua, Việt Nam tiếp tục quyết liệt triển khai chương trình phòng chống buôn bán người giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, như tăng cường hiệu quả phối hợp liên ngành, cải thiện công tác thống kê, đẩy mạnh điều tra, xử lý tội phạm mua bán người và truyền thông phòng ngừa, nâng cao nhận thức về mua bán người. Và chúng ta cùng mong rằng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều chính sách thúc đẩy công tác hỗ trợ các nạn nhân để họ có thêm động lực phục hồi cuộc sống tự do và tìm thấy được hạnh phúc cho chính mình. Và Góc Nhìn ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.